Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Luôn luôn gửi đến những lời cảm ơn đến toàn thể anh em xa gần đã ủng hộ shop của Xuân Đình Audio trong thời gian qua. Thì tiếp tục hôm nay thì Xuân Đình lại về tiếp 50 cục shop của Onkyo. Đây gọi là những chú lợn vàng đây. Toàn là những dòng đẹp xuất sắc vì đây là hàng mình chọn. Hôm trước thì mình đã lên clip 10 con và đã bán hết anh em. Còn hôm nay thì về chỉ được có 5 con thôi. Tất cả đều đẹp góc cạnh và đẹp xuất sắc. Giá thì vẫn như vậy, luôn luôn là công khai giá và giá bình dân. Đồng giá là 2.500.000 một con súp bát 20. Mình sẽ đi chi tiết cũng như hướng dẫn anh em cách sử dụng của những cái dòng này. Đầu tiên thì mình nói luôn đây không phải là súp 5.1 và đây là súp rời hoàn toàn. Vì những dòng 5.1 thì không bao giờ có những dòng súp cắt tần cũng như volume trên súp. Vì súp 5.1 thì nó sẽ sử dụng trên cái điều chỉnh trên âm ly 5.1. Súp này có model là SL105. Đây là có phím bật nguồn. Dòng này thì sử dụng điện 220 nên rất là tiện dùng cho anh em, không cần phải qua đổi nguồn cũng như không sợ cắm nhầm điện. Phím bật tắt nguồn. Và đây là một bên là volume cắt tần từ 50Hz đến 200Hz, thì anh em nên để chế độ thấp nhất thì cái tiếng giải trầm này của nó sẽ được mềm mại hơn. Và núm bên cạnh đó là núm volume chỉnh to nhỏ đấy, min max. Anh em thường thì nên chọn khoảng tầm chế độ 10 giờ này là nghe tiếng là đã rất là hay rồi. Thì dòng này của nó thì sở hữu là một bát 20 úp đất, tức là nó bát ở dưới gầm này và lỗ thông hơi ở trước mặt. Có cái lưới bảo vệ để anh em chống chuột cũng như những con vật khác chui vào trong. Mặt của nó đều được lạm gỗ màu vàng rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Kích thước của cái dòng này thì nó cao 40, ngang là 24 và sâu là 40. Súp này rất nặng và chất. Toàn bộ củ của nó là 5 chân kép 2 tầng, gân cao su bằng giấy nên tiếng của nó khá là mềm và hay, rất là ngọt ngào luôn. Thì mình cũng có quay cả đằng sau cũng như xoay trước một con để anh em được nhìn rõ về những cái dòng này. Anh em nên hiểu đây là súp, không phải là súp 5.1, cũng là súp rời hoàn toàn nhé. Cắm qua đường R và L đây, qua tín hiệu súp đây. Đây là thông số của nó. SL105, sử dụng điện 220. Hàng này hàng của Japan và được sản xuất tại Malaysia. Rất là tiện dùng, tổng quan hình thức là đều đẹp góc cạnh. Thì anh em nào muốn xem chi tiết ruột gan thì quay trở lại clip mấy hôm trước mình có làm cái clip và sẽ mở cả ruột gan cho anh em rồi đấy. Thì anh em quay lại vài bài hôm trước thì sẽ thấy được những ruột gan của dòng này. Củ tư của nó rất là to. Và những cái dòng này thì thiết kế mạch của nó cũng khá là chắc chắn, cắt tần rất là tốt. Tiếng thì cực kỳ là mềm mại. Và những cái dòng này thì anh em phối ghép với những cái bộ âm thanh nhà mình chơi rất tốt, phòng từ 25m² trở lại thôi. Tiếng cực kỳ là mềm và sâu. Và hỗ trợ anh em hát karaoke cũng khá là hay trong cái tầm tiền của những con súp này. Tổng quan hình thức là đẹp xuất sắc, chỉ có 5 con. Rất là đẹp. Chi tiết và giá cũng như cách hướng dẫn sử dụng thì Xuân Đình đã nói rõ để anh em được biết rồi. Còn địa chỉ mua hàng thì ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, gần Bệnh viện E Trung ương. Số điện thoại là 0395727582. Rất mong được toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những cái bộ sản phẩm của mình đã lựa chọn. Và một lần nữa xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào.